Nè 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 cái gì vậy, cái gì vậy hả con? Sao? Ê, trời ơi, bể đồ cổ con. Nói chuyện đàng hoàng. Cái gì bình tĩnh nói chuyện rồi tự nhiên mà hai đứa gây lộn nhau là sao vậy? Dạ, con xin lỗi hai bác là vì con là nữ nhi mà con lại lớn tiếng như vậy. Mà con còn lớn tiếng trong gia đình của mình là con không đúng. Nhưng mà con hết chịu nổi cái người đi đó. Không chịu nổi thì cút khỏi nhà đi, đừng có đứng ở đây nữa. Dạ, con nói với ba má đó, bây giờ hát cái chuyện là mà hỗn hào với ba má như vậy, con nói thiệt, bây giờ con đi ra khỏi nhà tôi không? Này nè, con bình tĩnh, ngày má nói hồi nào giờ gia đình mình á văn hóa mà, gia đình văn hóa đó con, cho nên nói chuyện á gây gỗ đừng có lớn tiếng, lối xóm nghe được cười, hiểu chưa? Con mời mọi người ăn cơm vui vẻ với cô ấy, rồi ngày mai cô ấy sẽ rời khỏi ngôi gia này, không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Dạ, ăn lẹ giùm con. Ủa chứ anh muốn tôi xuất hiện là chắc được chắc? Ôi, không có chuyện đó đâu ha. Xin lỗi cô, không nhìn thấy mặt cô tôi mừng còn không trúng số nữa kìa. Ôi, cỡ anh không bao giờ được trúng số đâu nha. Ê, trời ơi, Dũng, con làm gì vậy? Tức quá, còn không kiềm chế là con xúc luôn rồi.